Cổ động viên Al Nassr nổi giận với Ronaldo. Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng với những pha bỏ lỡ của Ronaldo trong trận gặp Al Ain ở tứ kết lượt về AFC Champions League. Cristiano Ronaldo, anh ta đá penalty rồi ăn mừng siêu nhưng trước đó lại tàng hình trên sân. Chúng tôi đã có ít nhất 6 cơ hội, ai là người phung phí, chính là Ronaldo. Cầu thủ xuất sắc gì chứ, lẽ ra anh ta phải là người đầu tiên bị thay ra khỏi sân, một fan của Al Nassr tỏ rõ sự bức xúc khi được đài truyền hình phỏng vấn. Cổ động viên Al Nassr thất vọng khi Ronaldo bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận tứ kết lượt về trước Al Ain, nổi bật là pha đệm ra ngoài từ cự ly 2m ở phút 61. Trên mạng xã hội, cựu sao MU bị chế nhạo không thương tiếc. Pha bỏ lỡ tệ nhất sự nghiệp Ronaldo, Sports Bible miêu tả. Ai đó hãy nói cho tôi biết lý do Ronaldo không ghi bàn ở tình huống này, tài khoản B24 thắc mắc. Pha bóng gây sốc, một diễn đàn cổ động viên của Lionel Messi bình luận. Những pha bỏ lỡ của Ronaldo, sai lầm của thủ môn Rashid cùng 3 cú đá luân lưu tệ hại của Marcelo, Alex Telles, Otavio đã dập tắt giấc mơ vô địch AFC Champions League của Al Nassr. Dù bị loại ở Cúp châu Á và gần như không còn cơ hội vô địch giải vô địch quốc gia, Ronaldo vẫn có thể giành danh hiệu chính thức đầu tiên trong màu áo Al Nassr. Hiện tại, đội chủ sân KSU góp mặt ở 2 giải đấu cúp gồm siêu cúp quốc gia và cúp nhà vua. Tại siêu cúp, Al Nassr vào đến tứ kết để chạm trán Al Hilal vào ngày 9 tháng 4. Trong khi đó, tại cúp nhà vua, Ronaldo cùng đồng đội cũng đã vượt qua vòng tứ kết và đang chờ kết quả bốc thăm bán kết. Các đối thủ Al Nassr có thể chạm trán gồm Al Hilal, Al Khaleej và Al Ittihad. Đây sẽ là 2 cơ hội để Ronaldo cứu vãn mùa giải. Kể từ khi gia nhập Al Nassr, Ronaldo mới có chức vô địch Arab Champions Cup. Song, đây chỉ được coi là giải giao hữu.